Xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Ghi Sách của mình. Và hôm nay mình muốn làm một cái video dành cho các bạn đang là những người sáng tạo nội dung. Có thể sáng tạo nội dung ở phía cạnh là viết bài PR quảng cáo này, viết nội dung cho sản phẩm này, viết bài giới thiệu cho blog, hoặc là có thể đơn giản là viết một cái gì đó mà bạn thích. Thì nội dung ngày hôm nay là những điều mà bạn sẽ cần phải làm trước khi bạn đặt bút, bạn viết, hoặc là bạn bắt đầu viết một cái gì đó. Thì đầu tiên thì các bạn hãy xin cho mình một cái lối tư duy, và cái này thì nó đang có hai cái sự tranh chấp, và rất là rõ thấy nó và đang thể hiện hai luồng ý kiến ở trên mạng hay là trên những cái mình diễn đàn xã hội mà mình hay tới đó xem. Thì đầu tiên là chúng ta cần có hai lối tư duy, một là biết đúng hay là phải biết hay. Thì bạn đang bị phân vân giữa cái lối tư duy đó. Thì trước khi bắt đầu thì mình sẽ giới thiệu các bạn cuốn sách Kỹ thuật viết bài PR quảng cáo đúng tâm lý khách hàng. Cuốn sách này của tác giả Thiên Trần. Và cuốn sách này đã giúp cho mình rất là nhiều về cái vấn đề là bạn có thể xây dựng tư duy hay là cái cách viết bài là sao đúng và thật sự nó hiệu quả. Thì tư duy viết đúng hay viết hay thì là cực kỳ quan trọng. Đây không chỉ là đơn thuần một cái lựa chọn mà nó có quyết định là bạn đang có lối tư duy nào. Và bạn nên biết rằng là bạn tư duy thế nào thì bạn sẽ suy nghĩ, theo cái lối tư duy đó. Và chính vì thế nên cái mạch cảm xúc để bạn viết thì nó cũng sẽ bị chi phối bởi những cái lối tư duy đó. Bởi vì khi chúng ta viết thì chúng ta sẽ là tư duy, rồi suy nghĩ, rồi sẽ đến cảm xúc, và cái cuối cùng là hành động, cũng là kết quả. Thì cái tư duy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái khi mà bạn viết. Và trong cái cuốn sách này thì tác giả đang đề cập đến cái cách nghĩ của tác giả đó là thì để mình sẽ phân tích cho các bạn thế nào là viết đúng và thế nào là viết hay. Thì theo quan điểm của tác giả trong cuốn sách này thì viết đúng có nghĩa là viết đúng cái là dùng để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, hoặc là bạn làm theo một cái hành động nào mà bạn đang hướng tới. Còn viết hay là dùng để giải trí cho người đọc, bởi vì khi viết hay thì bạn phải tập trung vào ngôn từ này và đánh giá chất lượng hiệu quả của bài viết thông qua các câu chữ. Nhưng mà theo cái khía cạnh của khách hàng thì khách hàng sẽ cần là bạn viết đúng nhiều hơn để có thể khách hàng lựa chọn hay mua sản phẩm của bạn. Vậy thì sẽ cần một cái ví dụ nào để áp dụng thực tế. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn về một cái áp dụng vào cái việc bạn viết một bài để quảng cáo bán hàng sản phẩm của bạn chẳng hạn nhé. Thì bạn viết đúng thì bạn cần hiểu rất rõ sản phẩm của bạn là gì này, và bạn viết đúng những cái liên quan đến sản phẩm, rồi là bạn sẽ hiểu rất rõ đối tượng khách hàng mà bạn đã từng nghiên cứu này, rồi bạn sẽ phải hiểu rất rõ cái đối thủ của bạn để bạn phải viết đúng sản phẩm đó. Với cái tư duy viết đúng thì sẽ giúp bạn hoàn toàn khả năng là viết bài nó vẫn đạt được cái nhận xét của khách hàng là hay, mà có thể chuyển đổi ra thành đơn hàng rất là tốt. Còn đối với bài viết hay thì sao? Bài viết hay thì bạn sẽ phải tập trung vào ngôn từ và những nỗi khổ mà bạn không phải nhà báo hay nhà văn. Để viết hay thì bạn sẽ cần phải đòi hỏi những ngôn từ rất là sắc sảo, vốn ngôn từ phải rộng. Và với tư duy viết hay thì bạn sẽ có khả năng của bạn là bạn sẽ bị giới hạn khả năng của mình nhiều hơn, vì lý do như là khó lắm này, không làm được hoặc gì đó. Và đó là điều đầu tiên mình muốn nói với các bạn. Sau khi trước khi các bạn đặt bút viết được một cái gì đó thì các bạn cần phải chọn cho mình một cái lối tư duy viết đúng hay là viết hay. Đó thì dựa vào cái đối tượng khách hàng mà bạn đang nhắm tới, đối tượng mục đích mà bạn đang muốn viết. Thì trên đây là buổi vừa review sách và vừa là cái phần chia sẻ của mình đối với các bạn biết các bạn đang bắt tay vào cái content. Thì mình đã đọc cuốn sách Kỹ thuật viết bài PR quảng cáo đúng tâm lý khách hàng, mà cuốn sách là khá là hay. Thì các bạn thích, các bạn phải tìm đọc nó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi review sách của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong buổi review sách tiếp theo.